Hello mọi người, hôm nay Thủy sẽ chia sẻ một món bánh mì mới nữa, đó là bánh mì trứng nướng chi ha. Thì những cái nguyên liệu thì có đó là bột cano ha, trứng ha, cái này là chi ba màu, cái này là hành, và cái này là chi mà chi cục nhỏ này nha mọi người. Đây, cái hiệu của nó nằm đây. Và cộng thêm đó là mình phải có một ổ bánh mì, nó cần cái độ dày nữa và có ruột nữa ha. Thì bây giờ cùng Thủy vô bếp nha. Trước tiên là mình phải cắt cái miệng bánh mì ra ha. Bây giờ mình phải lấy thêm ruột ra nữa. Bây giờ thì đã làm sạch cái ruột ổ bánh mì rồi ha. Cái bước kế tiếp đó là mình bỏ trứng vào ha. Bây giờ mình sẽ rắc chi này vào ha. Bây giờ mình cắt một chút hành lá vô ha. Đây là bột cano nha mọi người. Mình nêm vừa tay theo kiểu mình ăn thôi ha. Bây giờ mình mới đánh trứng lên nè. Đánh đều cho trong đỏ với trong trắng nó quyện lên giống như là mình đổ trứng ha. Khi mình đánh những cái hột cũng hỗn hợp nó tan rồi thì bắt đầu mình bỏ chi này vào ha. Và mọi người đừng quên là mình phải rắc thêm một chút chi này lên nha, để cho nó đẩy cái màng cho nó đẹp ha. Rồi thì đã hoàn tất ổ bánh mì. Wow, ổ bánh mì có thể chín tới rồi. Bây giờ bước kế tiếp là mình sẽ cắt ha. Mọi người nhìn thấy không? Cái này là chi với trứng nó quyện vào trong bánh mì rồi ha. Mời mọi người cùng thưởng thức với Thủy nha. Hấp dẫn quá. Phải ăn thử nữa. Hấp dẫn.